Hello mọi người, tôi là Vinh và bây giờ tôi sẽ làm một cái video để giới thiệu cho người tất cả những sản phẩm vừa về shop rất là hot mà mọi người sẽ đa số là chưa biết bao giờ, chưa thấy hoặc là không biết sử dụng. Thì đây là những sản phẩm mà mình đặt riêng của hãng Shinhwa từ Nhật Bản và sau 3 tháng thì nó đã về shop, đúng 3 tháng từ khi mình đặt hàng tới bây giờ và mới nhận hàng ngày hôm qua luôn. Và mấy hôm nay thì khá là bận nên mình không thể nào làm review từng sản phẩm, nên là mình sẽ tranh thủ mình rảnh giờ nào mình sẽ làm cái video để cho mọi người xem tất cả những sản phẩm và chúng ta có thể đặt mua trên website là 1.vn. Sản phẩm này thì có trên website rồi, mọi người có thể lên bên website người mua. Trong cái chương trình này mình sẽ đọc mã để chúng ta có thể mua cách dễ dàng. Ok, để không làm mất thời gian của mọi người nữa thì mình sẽ giới thiệu đầu tiên mọi người, đó là sản phẩm đầu tiên, đó là hai cây thước ke mini. Đây là cái thước ke mini nhỏ gọn dễ thương, dùng để làm mộc hoặc là cơ khí đều được hết. Thì nó có một cái size nhỏ là 4.5 và size lớn là 9.0 cm. Thì đây là những cây thước cực kỳ chính xác luôn, nó chuyên dùng để hiệu chỉnh. Đây mình sẽ cho mọi người xem nó nhỏ và dễ thương như thế nào. Cái cây nhỏ này mã số là 62020 và cây lớn này là 62023. Thì chúng ta hãy tìm trên website là mộc.vn để chúng ta đặt mua ha, 62020 và 62023. Đó, một cây 9 cm đây, và cây này là cây 4.5. thì cái này nó làm được thép không rỉ ha. Mình thấy chúng ta lên đi lấy hàng bãi hồi xưa thì cũng lâu lâu thấy được những cây thước này mà hiếm lắm, hiếm khi nào chúng ta lấy được những cây thước này lắm, và giá nó cũng không hề rẻ, mấy trăm cây đây. Thì cái này nó là bằng đồng hay sao á, còn cái phần trên đây là thép không rỉ, nó rất là nhỏ gọn và không hề có khắc số, có khắc chữ gì hết. Thì cái thước này chỉ dùng để hiệu chỉnh thôi. Thì mọi người thấy giá trên màn hình đó, thì cái cây nhỏ xíu này là 298.000, còn cái cây bự hơn thì nó mắc hơn một chút xíu là 362.000. thì sản phẩm này là chuyên dùng để chúng ta test ha. Chúng ta đưa vô những cái góc nhỏ, những cái góc hẹp, hoặc là chúng ta cần kiểm tra cái độ ke vuông của những cái vật hay là những cái góc mà chúng ta muốn đo, thì đây là cái thước dùng để chúng ta làm cái chuyện đó. Thì sản phẩm này thì mọi người có thể đặt mua trên website là 1.vn, thì số lượng nó cũng không có nhiều đâu ha. Cây này thì nó chỉ có 53g thôi, và kích thước của nó là 90mm, và size số của nó là hiện tại là 0.09mm size số của cây thước này. Và chúng ta có thể sử dụng nó cho nhiều mục đích khác nhau, và mình nghĩ nó rất là nhỏ gọn như thế này thì ưu điểm đó là chúng ta dễ dàng mang đi, rất là dễ dàng, chúng ta bỏ túi cũng rất là thuận tiện ha. Rồi, đó là hai cây thước chuyên dùng để chúng ta chỉnh kiểm tra. Thì sản phẩm này là nó sản xuất từ Trung Quốc, hai cây thước này sản xuất từ Trung Quốc, nhà máy ở Trung Quốc. Rồi, bây giờ mình sẽ chuyển qua tiếp một cây thước ke lớn hơn. Thì cây này là 62006, thì cây này cũng được làm bằng thép không rỉ 100%, cả cái cán và cái thân luôn. Thì con này nó được khắc số. Thì những cái thước của hãng Shinhwa, hàng của Nhật thì nó thường dùng hệ centimet á, nó không có dùng hệ in giống như bên Mỹ. Bên châu Âu thì nó hay dùng hệ in, còn châu Á mình thì dùng hệ cent. Thì cái cây này nó dài 12 cm, đó đây, thật sự là 15, nó có hai mặt đó, cái mặt phía trước này là 15 cm, thì cái mặt phía sau này nó ghi 12 cm. Thì tại vì nó khắc hai cái khác nhau, một cái lệch này không có kia một chút xíu. Thì cái cán chúng ta thấy cái đặc trưng của cái thước này, đó là cái phần cán bên trong nó khắc chim cò phượng gì đó tà le ở trong đây nè, nhìn rất là độc. Cái chữ này là tiếng, cái tiếng này là tiếng Nhật hay tiếng Trung Quốc mình cũng không hiểu nữa, mình không biết tiếng nên mình không có biết. Nhưng hàng này là hàng của Nhật ha, Shinhwa là hàng của Nhật. Thì cái này cũng là hàng sản xuất tại Trung Quốc nha. Mình giải thích một lần nữa cho những ai mà hay có cái tư tưởng là hàng muốn hàng sản xuất tại Nhật. Mọi người muốn mua cái thước này mà sản xuất Nhật cũng có nữa. Tại sao? Tại vì cái hãng nó sản xuất thì nó có quy định rõ ràng là cái sản phẩm nào nó sản xuất tại sàn nhà máy Trung Quốc, sản phẩm nào nó sản xuất tại máy tại Nhật. Thường thì nó sẽ đưa qua Trung Quốc nó làm hết để chi phí nó giảm xuống, nó bán được nó dễ dàng hơn. Còn bên Nhật thì chi phí nhân công đắt đỏ này nọ nó cũng đắt hết, nên là người ta hạn chế sản xuất. Thường những cái gì mà khó làm hoặc là thực sự khó làm thì nó sẽ sản xuất tại Nhật, còn đa số bây giờ nó sản xuất tại Trung Quốc hết. Nhưng cái chuẩn của nó là gì? Chuẩn nó là chuẩn Nhật, chuẩn đây là chuẩn GS, Japanese Industrial Standard. Đó là cái chuẩn là cái quan trọng nhất ha. Giống như bạn mình cũng hay, nhiều người tới đây mua đồ, hỏi cái hàng sản xuất đâu, nó Trung Quốc cái không mua. Mình nghĩ đó là sự vô lý hết sức. Quan trọng mình phải hiểu cái sản phẩm đó là thương hiệu của ai, thì thương hiệu ai nó sẽ đặt cái chuẩn đó. Người ta không, hay Shinhwa không thể nào sản xuất cái thước này ở bên Nhật,
chất lượng 10 mà đi sản xuất bán về Việt Nam hay bán đi các nước khác chất lượng 5 được. Tại vì sao? Cái thương hiệu nó đã được khẳng định rồi, anh không thể bán cùng một sản phẩm với hai cái chất lượng khác nhau được. Trừ khi nó nếu mà nó anh bán cùng một sản phẩm hai chất lượng khác nhau, anh phải đặt hai cái mã khác nhau. Ví dụ cái mã A, mã B, mã A là dành cho premium, là dành cho cao cấp nè, còn mã này là dạng bình thường nè. Đó thì lúc đó mới sự khác biệt. Còn cùng một mã thì sẽ không khác nhau. Ở bên Mỹ hay bên Nhật hay bên Việt Nam, bên đâu nó cũng phải giống như vậy. Nếu cùng một cái mã. Rồi, ok, đó là một cái hook key vuông. Thì cái hook này mọi người có thể mua trên website là 1.vn, mã số là 62006, giá của nó là 256.000. Đây là mức giá khá là tốt cho một cái thước chất lượng như thế này. Mọi người đi lấy hàng bãi không có lấy được cái thước đẹp như vậy đâu, mà đa số là nó bị trầy, bị hư hết rồi. Hoặc là nó bị mờ những cái số á, và giá hiện tại cũng không có rẻ ha. Xin lỗi mọi người, giá là 393.000 ha, 62006, chúng ta hãy mua trên là 1.vn. Thì giá này chưa gồm phí vận chuyển. Rồi, ok. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái thước khác. Cái thước này thì khá là hay. Đó, thước này nhiều người hỏi lắm nè. Đây là cái thước đo lấy gốc. Gốc của nó là 45 độ, mã số của nó là 62060. Thì cây này thì là cũng sản xuất tại Trung Quốc, máy sản xuất tại Trung Quốc. Thì cái cây này chuyên dùng để gạch 45 độ. Mọi người thấy cây này mình cố tình nó có hai dòng, một cái dòng là không có khắc số và một cái dòng có khắc số. Thì khi mà mình lựa thì mình sẽ lựa cái dòng có khắc số để chúng ta dễ dàng chúng ta sử dụng. Mọi người hãy xem gần để chúng ta thấy rõ là nó như thế nào ha. Cái này nó làm 100% là stainless steel, tức là thép không rỉ. Đúc nguyên khối mài. Những chi tiết này mài khi mọi người thấy ở đây nó cũng không có, không phải là nó phải hoàn thiện 100% nha. Chỗ này mình thấy chỗ này khi nó mài, tại vì cái chỗ này nó đúc xong nó mài lại nè. Nó không có nó có hai cái lỗ hàng chi, đúng rồi. Không đúng, ok, không sao hết. Nha, nó có hai cái khe trong đây nữa nè. Đó, cầm rất là nặng tay, rất là chắc tay. Và ở trên đây thì nó được 8 cm, đo 68 cm. Còn ở dưới đây là nó cũng có ghi số tiếng Nhật và cũng có bông hoa hè tà le học me ở đây. Thì cái thước này dùng để khi chúng ta xài, chúng ta chỉ cần ke vô cái mặt phẳng, chúng ta gạch 45 độ, gạch 45 độ, chỉ gạch 45 độ thôi, nó chỉ chuyên như vậy thôi. Và giá của nó là 256.000, hàng mới 100% nha. Ở đây là mình đang bán hàng mới 100%, hàng nhập khẩu, và giá mình đang bán ở đây là giá VAT cho tất cả những công ty nào muốn mua để về trong công ty sử dụng ha. 256.000, 62060, mọi người có thể mua trên là 1.vn. Hước chuyên đo 45 độ. Cái hước này được các ưu điểm là nhỏ gọn hơn so với cái thước của hãng Sola thì nó sẽ dài và nó cồng kềnh hơn. Còn cái thước này thì nhỏ gọn, linh động hơn và có thể sử dụng cách thuận tiện hơn. Thì tùy chúng ta đo ngắn đo dài, chúng ta sẽ sử dụng cái thước khác nhau. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cây thước khác mà mình nghĩ mọi người sẽ thích hơn, tại vì nó sẽ dùng được nhiều công dụng hơn. Đó là cây thước vừa đo góc vuông vừa đo góc xéo 45 độ luôn. Thì cái mã này thì cái mã của nó là 62113. Đây mình mở ra cho chúng ta xem. Cái thước này một số hội chợ ở Việt Nam thì có hãng, một số hãng nó làm thương mại, nó có đem về nó bán, nó giới thiệu, nhưng mà hiện tại vẫn chưa có ai bán hết một cách chính thức những cái sản phẩm này, tại vì người ta không dám bán, sợ giá thành nó cao. Cái thước này là sản xuất tại Nhật, made in Japan. Nó làm bằng nhôm, không phải là bằng thép không rỉ giống như cây vừa rồi, nên cầm nó sẽ nhẹ tay hơn một chút xíu. Mọi người phải hiểu được cái cách gia công những cái thước này, thì khi mà chúng ta cầm cái thước về, chúng ta sẽ không có những cái đòi hỏi vô lý. Chẳng hạn như ở trên cái đầu cái thước này, ngay cái mép này, khi người ta mài vớt như này nè, nó vớt từ đây đến đây, thì cái lưỡi dao khi nó bo ở đây đó, nó sẽ có một cái khớp. Chúng ta để ý nó có một cái khớp nè. Mọi người muốn bo về đó rồi, sao cái thước mình nó không có phẳng là không đúng. Tại vì lúc nào nó chạy tới cái đường đó, nó cũng sẽ có một cái khớp đó đó. Cũng như là khi mà những cái dao CNC, khi mà người ta đưa cho những cái góc hẹp á, người ta mài, người ta đưa cho những cái góc như thế này, thì nó sẽ có một cái lỗ ha. Nó có một cái lỗ khớp vô, lỗ bên trong. Còn cái này nó cắt bằng laser gì đó, nên là nó sẽ không có bị trường hợp đó. Thì cái thước này nó sẽ sử dụng được hai chức năng. Một đó là mình dùng để mình ke vuông. Ở đây là góc vuông ha. Mình cập vô. Ở đây thì cái cam của mình nó thấp quá, mình không có thể cho mọi người xem được. Và thứ hai là đo góc 45 độ. Đây chúng ta có thể thấy nè. Thì mình để cái thước này vô đây, thì mình có thể
gạch được góc vuông ha. Còn nếu mà mình muốn đo góc xéo á, thì mình để lên đây thì mình có thể đo được cái góc xéo ở đây là góc này góc 45 độ. Ngoài ra ở trong cái lỗ này thì chúng ta có thể đo được nữa ha. Mình có thể đặt được hướng này luôn, có hai hướng ha. Nói chung cái hướng này khá là thuận tiện và nhiều người rất thích sử dụng đó. Đây chúng ta gạch theo hướng này nha, còn hướng này thì chúng ta gạch theo cái hướng này đó, vậy thôi. Và cái đây là 6 cm và đây là 10 cm, nên nó có khắc số thì chúng ta có thể dễ dàng chúng ta lựa chọn được cái thông số. Còn phía bên này là tổng cộng là 15 cm. Thì cái thước này chúng ta có thể mua trên là 1.vn, giá của nó hiện tại là bao nhiêu ta, là 160.000. Wow, một mức giá mà mình không thể tưởng tượng, là nó quá rẻ luôn. 160.000, 612113. Không biết có lộn giá không nữa rồi, phải lên kiểm tra lại. Ok, thì đây là hàng chính hãng Made in Japan và giá mình bán là giá có VAT, mình nhắc lại lần nữa. Nếu mà chúng ta không thích xài bằng nhôm thì chúng ta hãy nâng cấp lên cái thước này bằng nhựa ABS. Bình thường chúng ta nghĩ đồ nhôm chắc sẽ mắc hơn. Không phải, cái này lại mắc hơn cái vừa rồi. Cùng là một cây thước với những cái thông số gần như giống y chang như nhau, công dụng y chang như nhau, chẳng chỉ khác duy nhất cái này nó là bằng nhựa ABS. Thì cái nhựa này nó có thể nhìn được qua phía bên kia, nó cũng khá là trong, nhưng mà nó màu đen nên là nhìn nó hơi đục đục. Và vấn đề là tại sao cây thước này bằng nhựa mà nó lại mắc tiền hơn? Thì ở đây á, tại vì cây thước bằng nhựa này là nhựa ABS thì nó cứng, cái độ cứng của nó cũng rất là tốt, nó sẽ không bị mớp. Rất là khó bể vỡ và được cái mà rất là nhẹ. Mình nghĩ nó sẽ sử dụng trong một số cái trường hợp mà chúng ta không thể sử dụng bằng kim loại đó, thì chúng ta phải sử dụng bằng nhựa như thế này thì nó sẽ ok hơn. Thì giá của nó là 62112, mã là 62112, thì giá nó là bao nhiêu? 62112. Chúng ta hãy tìm cái mã này trên lầu.vn, giá nó khá là chênh lệch 383.000. Cùng là một cái thước giống y nhanh, mình nghĩ cái thước nhôm này sẽ bán được rất là nhiều cho những anh em nào làm với nhu cầu không có chuyên. Còn những anh em nào mà chuyên cao thì sẽ mua cái thước này. Nhựa ABS này vẫn bị chày nha, mình nói trước, chúng ta xài không kỹ thì nó sẽ bị chày. Còn mọi người mua thước về thôi, mua cái thước về nó bị chày thì không thể nào mua cái thước ha, cái gì về xài mà nó không chày được. Cái việc chày là cái chuyện mà hầu như là nó sẽ xảy ra cho mọi thứ mà chúng ta xài. Mình chưa thấy cái nào nó chống chày một cách tuyệt đối, ngay cả màn hình điện thoại mà nó giới thiệu chống chày giống này la nó vẫn chày như thường. Chúng ta phải dán kính cường lực. Rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu mọi người một cây thước khác dành cho những anh em chuyên làm về kiến trúc. Đây chúng ta nhìn ở phía bên sau này là chúng ta sẽ hiểu được tại sao nó như vậy. Những anh em mà làm bằng kiến trúc thì chắc rất là hay vẽ đúng không? Vẽ trên những cái mô hình đó để chúng ta vẽ trước, phác thảo trước, xong chúng ta mới lên máy chúng ta vẽ. Thì đây là cây thước với các tỷ lệ, nó đã chia theo tỷ lệ như 1/100, 1/200, 1/250, 1/300, 1/500, 1/600 đó. Thì cách sử dụng cây thước này cũng khá là đơn giản ha. Đây hàng này khá là độc đáo, những bạn nào mà học kiến trúc thì nhìn vô sẽ biết cách sử dụng. Cái này thì nó là bằng nhựa ABS, mọi người thấy nhìn rất là chất, cực kỳ đẹp luôn ha. Ba màu, mỗi mặt là một màu, gồm có màu này là màu xanh, màu đỏ và màu đen. Thì khi chúng ta sử dụng cái thước này, chúng ta sẽ cầm như thế này nè. Chúng ta cầm như vậy, chúng ta đặt xuống cái bàn của mình. Chúng ta đặt xuống cái bàn như thế này. Và khi đó, chúng ta sẽ gạch. Thì ở đây nó sẽ có những cái phần chia ở đây rồi, ví dụ 1/600, 1/500, 1/250 gì đó. Thì chúng ta đưa xuống, chúng ta đang làm ở tỷ lệ nào thì chúng ta sẽ dùng cái thông số của cái tỷ lệ đó chúng ta gạch. Thì cái cây thước này nó đạt cái chuẩn CIS của Nhật Bản ha. Nó dài này là tổng cộng là 150, khoan để mình coi, dài là 30 cm ha. Nó dài tổng cộng là 30 cm và nó là bằng nhựa ABS ha. Và tất cả những cái này là nó sơn ha, nó sơn đen rồi sơn này, nói chung là nó để cho chúng ta có một cái sự phân biệt được là chúng ta đang dùng cái mặt nào để chúng ta dễ dàng chúng ta nhớ cho lần sau. Thì giá sản phẩm này mọi người có thể mua trên website là mộc.vn, mã số của nó là 74950. 74950. Giá của nó là bao nhiêu ta?
giá là 491.000. Đây là những cái thước chuyên cho những anh em làm kiến trúc sư. Mình nghĩ mọi người làm những cái vẽ cái đó thì bỏ ra gần 500.000 để mua cái thước này sử dụng thì cũng không phải là mắc. Đối với những công việc càng chuyên thì chúng ta cần phải có những cái công cụ nó chuyên thì chúng ta mới mang lại cái hiệu quả cao được. Còn không thì nó sẽ mang hiệu quả thấp. Chúng ta phải làm cách chấp vá thì nó sẽ không có ngon. Nếu mà chúng ta cần một cái thước xịn hơn nữa thì chúng ta hãy mua cái thước này với cùng một công dụng như cái thước vừa rồi. Thì cái thước này nó sẽ có một phần 100, một phần 200, một phần 250, một phần 500, một phần 300, một phần 600 nữa. Thì cái cây thước này nó sẽ khác cây thước kia ở chỗ đó, là kích thước của nó đó là nó cũng là hình tam giác, nhưng mà cái tam giác nó là cái tam giác không có cân. Chúng ta nhìn ở đây chúng ta sẽ thấy được. Thì ở bên trong này nó sẽ có một cái cây, cái cây tròn. Thì cây tròn này nó sẽ chia tỷ lệ bên trong, thì nó sẽ hiện thị cái một phần ở đây, chẳng hạn như ở đây là một phần 100 thì mình dặn qua cái là một phần 600, dặn cái phần 500 thì chúng ta đo tỷ lệ nào thì chúng ta sẽ dặn vô đó. Còn hai cái số hai trên này là cái số cố định, hai số cố định. Cái thước này thì nó sẽ bền hơn cái thước kia tại vì nó bằng nhôm. Cái này là nhôm, ở bên trong của nó là bằng nhựa nha. Cái cây bên trong này là bằng nhựa, còn cái cây phía ngoài nó bằng nhôm. Và hai phía đầu có hai cái núm cao su để chúng ta có thể dễ dàng vặn qua vặn lại. Đó. Cái này thì được cái là chúng ta sẽ tùy chỉnh theo cái ý của mình và mình không cần phải lật qua lật lại, và chúng ta sẽ có một cái cảm giác nặng tay hơn. Khi chúng ta cầm, chúng ta đánh dấu, chúng ta gạch gì đó, chúng ta hay lật qua hai chiều như thế này. Còn cái thước kia thì theo bản thân mình thì cái thước kia nó có một ưu điểm là cái cách nó thiết kế mình cầm vô nó sướng hơn, là vì nó có cái lỗ nhỏ, mình đưa ngón tay vô mình ịnh nó sẽ đã hơn. Còn mình chưa xài thực tế, thật sự mình cũng không biết, mình mới tưởng tượng theo cái cảm nhận hiện tại thôi. Còn mình không phải làm cái nghề này nên mình cũng không biết là cái nó sử dụng chính xác nó như thế nào, nên là mình cũng không có đưa cho mọi người một cái lựa chọn chính xác được. Thì đương nhiên nó phải có một cái lý do nào đó tại sao để nhà sản xuất nó sản xuất hai loại khác nhau. Thì cái loại này là loại nâng cấp hơn, mã nó là 74940 74940. Giá là bao nhiêu tiền? Giá là 616.000. 616.000. Ok, tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho người hai cái thước lấy gốc của hãng Xinhua. Hiện tại thì mình có bán của hãng Solar. Thì cái thước đó nhìn khá là chất, khá là chất. Thì cái thước này là của hãng Xinhua, nó lẽ mình không lấy đâu, nhưng mình thấy không biết, mình rất là tò mò không biết là hãng Xinhua nó làm cái thước này nó khác của hãng Solar như thế nào. Cái thước của hãng Solar thì nó có in cái số ở trên cây thước, cái mặt này luôn, ở đây nè, cứ in độ. Còn cái thước của hãng Xinhua này thì không. Thì Xinhua này thì cái thước này là cái thước thuần lấy gốc. Lấy gốc tức là khi mà chúng ta đưa vô cái gốc nào chúng ta muốn lấy rồi thì chúng ta siết cái gốc đó lại. Ví dụ chẳng hạn như chúng ta đưa vô đây, chúng ta lấy gốc này, xong chúng ta siết lại. Thì khi mình siết nó lại rồi thì mình sẽ lấy đúng cái gốc. Cái này copy gốc này mình đem qua cái chỗ khác để mình làm. Thì đó là cái lý do. Con này thì được một cái mình rất là thích là nó dùng cái cơ chế siết á, là cái cơ chế phía sau này dặn rất là tiện, tiện hơn so với Solar và rất là cứng. Solar thì mình dặn cái này nó bị mình tình trạng anh em phản hồi là nếu mà làm không khéo thì nó có thể bị sụp xịt. Mặc dù mình cố gắng mình dặn thì là cứng, hoặc là mình vô tình mình dặn không có cứng lắm thì nó sẽ hay bị sụp xịt. Còn của Xinhua thì gần như là không có bị cái tình trạng này. Thì hàng này là hàng sản xuất tại Nhật Bản, Made in Japan. Nó có hai size, cái size mình đang cầm trên tay là size 200mm và cái size lớn hơn là size 250mm. Thì hai size này thì giá nó sẽ khác nhau. Mã của cái size 200mm này là giá mã của nó là nâu 708. Mã là 33919. 33919. Thì chúng ta có thể xem mua trên website, thì nó có hai cái mã này nó sẽ cùng nằm trên một cái bài viết. 33919 thì giá của nó là 407.000, còn cái mã 250 là 33921. 33921 đó, mọi người thấy 33921 sẽ nằm kế bên. Lít qua đó là giá là 427.000, còn 33919 là 407.000, nó chênh lệch nhau 20.000 thôi. Rồi ok, tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái thước khác nữa. Đây. Yes. Thước này là thước gì đây? Mình sẽ mở ra chúng ta xem. Thước rất là đẹp. Cái bao bì thôi là nhìn thấy sướng rồi. Đây là cây thước dành cho những anh em làm cửa. Những em làm cửa rất cần cái thước này.
Đây. Wow, quá trời số luôn. À, nó sẽ có hai mặt, ba mặt. À, nó khắc số trên đây. Và trên đây có rất là nhiều số đo với những cái tỷ lệ tùm lum tà la hết. À, cây này là mã nó là 65161. À, đến coi sản xuất tại đâu. Mình nghĩ cái này nó sản xuất tại Nhật. Không ghi đây, không biết. Thì cái cây này dùng để làm cái gì? Đây mình sẽ cho mọi người xem. Khi anh em làm cửa đó thì chúng ta hay phải cần một cái cây thước để chúng ta copy cái kích thước của cây cửa của mình. Thì bình thường thì mình có thể đo bằng cái cây thước dây mình cũng đo được. Nhưng mà cái này nó sẽ khác ở chỗ là chúng ta sẽ thuận tiện hơn. Chẳng hạn như cái khung cửa mà mình kéo từ đây tới đây là mình đã có một cái kích thước. Ở trên đây thì nó đã đo cho mình rồi. Nhưng mà ví dụ mình muốn giữ cái kích thước này thì mình sẽ siết hai con áo lại. Sau đó mình sẽ đem copy cái kích thước này đem qua cái cửa khác thì mình đảm bảo 10 cái cửa của mình luôn luôn một con số chính xác. Chính xác hơn cách mà chúng ta kéo qua chúng ta đo thì nó sẽ có thể sai số. Còn cái này thì nó vừa chạm hai cái mí này thì nó rất là ok. Thì cái thước này thì ở bên nước ngoài người ta sử dụng rất là nhiều tại vì cửa của người ta làm rất là chuẩn. À, đây chúng ta hãy kéo ra và kéo dài tối đa của nó là 1m3. À, đây chúng ta nhìn ở trên đây nè, cái số nó nằm phía bên này. Thì mình kéo vô đây, ví dụ như đây là mình kéo về đây thì nó sẽ ngay cái mí này, chẳng hạn như là 1m3, đây 70, 1m2, 1m115 nè, đó. Chúng ta đo, chúng ta nhìn ở cái mí này thì nó sẽ có trong chúng ta. Thì cái này nó là bằng nhôm ha, chất lượng rất là tốt. Hàng này thì mọi người cầm vô thôi là đã thấy một sự khác biệt hoàn toàn so với những cái hàng hiện tại ở đây. À, ở Việt Nam thì mình chưa thấy ai bán cái thước dạng giống như thế này ha. Rồi ok. Cưa lòng vòng tầm trung. Cưa lòng vòng tầm trung, thật sự mình chưa thấy cái hãng nào nó sản xuất cái cưa lòng vòng xài được hết trơn á. À, bữa trước có xin qua thì giá của nó cũng phải cả chục triệu rồi. Còn nhỏ nhỏ thì thật sự cưa lòng cũng ít dùng lắm ha. À, hai cái thước này là một ha, mà đó. Giá trên web mã số của nó là bao nhiêu rồi, 65108. À, kích thước cái này là mình lấy riêng về cho những anh em làm nhâm làm cửa đó, ngồi nghiên cứu ghê lắm á. 65158 và 65161. 65108 còn này 65161. À, mã này khác. Mã này thì nó khác cái cây vừa rồi. Mình nghĩ nó sẽ khác ở kích thước. Đúng chính xác. Cái cây 65161 này thì giá, thì kích thước của nó là chỉ có khi mình kéo ra hết là bao nhiêu? À, cũng 1m3. Ủa khác gì đâu ta? Để mình coi coi cái sự khác biệt nó là cái gì. Hàng này hàng mới, bản thân mình cũng là người đầu tiên mình cầm qua những cái hàng này. Mình chỉ đặt hàng qua cái catalog của nó thôi. 651 61 còn kia là 65108 thì giá mọi người, 65161 thì giá là 1.559.000. À, và cái 60108 không biết khó hàng có trên đó chưa, chắc nó cùng nằm trong một cái bài với thằng này á. 65108. À, đây mình nhắc lại, đây là cái thước để chúng ta chuyên làm cửa. À, mọi người xem ở đây có cái phần hướng dẫn bằng tiếng Nhật. Ở đây có một cái cô với anh kia anh làm nè, dùng để đo để lấy những cái thông số cửa người ta làm. Đó. Nói chung là nó ứng dụng được nhiều thứ lắm chứ không gì riêng gì chúng ta làm trong ngành cửa đâu. À. Những anh em nào mà mình thấy làm cửa nhôm kính đó, thì cái thước này khá là tiện. Nhưng mà mình nghĩ chắc ở Việt Nam mình thì cũng ít người đầu tư. Đó, mình lấy số lượng này cũng không có nhiều, mỗi cái chỉ có khoảng vài cây thôi. À. Rồi. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái cây thước khác. Đó là một cây thước dùng để chúng ta tựa, chúng ta gạch. Thì cây thước này rất phù hợp cho những anh em làm mica, mô hình, form, vân vân. Đây. Thì cây thước này nó làm bằng nhôm.
ở phía bên dưới của nó được lắp những cái miếng cao su để khi mình ịn xuống như thế này nè, mình đẩy qua để lại nó không có bị trượt ha. Tại vì chủ yếu cái thước này là dùng để khi mình muốn gạch, mình đè lên đây xong có mình gạch như thế này thì nó rất là chuẩn và nó rất là tiện. So với việc chúng ta sử dụng những cái khác khi chúng ta làm thì nó sẽ hơi bị nó sụp xịt sụp qua sụp lại, khi mà chúng ta làm thì nó có thể bị sai số. Riêng cái này khi mà chúng ta ấn xuống như thế này thì nó rất là cứng và rất là chuẩn ha. Có cái tay cầm rất là gọn và thiết kế chuyên để chúng ta để gạch. Đó là người gạch thì không có phải lo vấn đề làm bị chày, bị hư ha, gì nọ hết trơn á. Cái này thì nó dài là 60cm, đó là một cái kích thước mình nghĩ là khá là phổ thông rồi. Khi chúng ta sử dụng thì nó khá là phổ thông. Thì mã số của nó là 65098. Cây này thì nó không có ghi ở trên đây là sản xuất ở đâu, mình cũng không có nói cho mọi người được. Khi nào nó ghi thì mình mới dám chắc chắn thông tin. Khi nào nó không ghi thì xuất xứ Nhật Bản, Nhật Bản nha. Cây này sản xuất tại Nhật. Đó. Thì giá của nó là 1.074.000. Nhiều anh em nhìn vô sẽ thấy mắc quá. Thật sự nhìn mình bán những cái đồ này là mình biết là mình bán cho những ai cần thôi. Những ai mà hiểu được cái giá trị của những cây thước này thì họ sẽ mua. Có khi là chúng ta tìm kiếm rất là lâu rồi nhưng mà chúng ta không thấy chỗ nào bán hết á. Bản thân mình giống như mình khi mua đồ như vậy, có nhiều đồ mình muốn mua đồ tốt mà không ai bán, mình mua hết trơn cũng bực bội. Rồi tiếp theo mình sẽ giới thiệu một cây thước nó đỉnh hơn nữa, cũng dùng để gạch luôn. Đó là cây thước mã của nó là 65065. Đây cây thước này, nhìn thôi là đã rồi, đã con mắt rồi. Tìm cách để mở nó ra coi. Đây. Cái thước này thì nó có chức năng là protect, tức là chức năng bảo vệ, và nó khá là hay ở chỗ đây. Protect là sao? Tức là khi mình gạch nó sẽ không bao giờ trúng cái tay của mình. Đó. Thì ở đây nó có một cái bật lên để mình nghiên cứu nha. Thứ nhất mình sẽ nói về mặt phía sau, thì mặt phía sau của này nó sẽ hay hơn thằng kia ở chỗ là cái miếng cao su nó sẽ phủ đều từ đầu tới cuối luôn, còn bên kia thì nó chỉ phủ 3 chỗ thôi. Thì nó sẽ, cái này khi phủ như vậy thì nó sẽ cái tạo cái độ bám tốt hơn khi mà chúng ta tì xuống. Rồi cái điều thứ hai nữa là bây giờ nó có cái phần protect bảo vệ, để mình coi cái cách để mở nó lên. Đây lỗ này đó, thì cái này mình có thể mình lật lên như thế này. Khi mình lật lên đó, mình có thể đó lật mạnh luôn như thế này. Thì vô đây thì khi mà mình xài á, mình sẽ cầm như thế này nè, một tay mình cầm, một tay mình gạch ha, thì nó sẽ không có bị chạm cái. Ở đây thì nhà sản xuất nó ghi cái minh họa là ở đây, đây đó. Thì trong ví dụ cái cây thước này, cái bảng nó thấp, khi mình gạch nó thể nó bị trượt lên đây thì nó văng nó vô đàn vô kia, thì ở đây nó có cái miếng này nó chặn lại rồi, nó sẽ không có bị cái tình trạng như vậy. Mọi người nhìn cây thước thôi là đã thấy cái sự chăm chút của nó rồi ha, bằng nhôm ha, bằng nhôm, nói chung nó hoàn thiện đã lắm. Những cái thước này đảm bảo mua về cầm thôi vô là muốn mua rồi, chứ không phải là gì chỉ ngán tiền thôi, chứ về chất lượng thì khỏi phải chê rồi. Từng cái chi tiết nó làm chúng ta xem. Đúng là hàng Nhật nó làm với một cái tinh thần rất là cao, với một cái gọi là những cái yêu cầu rất là cao. Thì cái thước này mọi người có thể mua trên website là mập.vn. Mã số của nó là 65065. Ồ, giá cũng đâu có mắc lắm, giá là 1.017.000. Không mắc lắm. Nhiều người nói trời ơi má, 1 triệu mấy mà nó không rẻ mà rẻ. Mình quen là tại mình bán mấy cái đồ nó giá cả cỡ đó không à, nên mình thấy nó rẻ. Mình xài đồ mình biết mình quen. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho mọi người thêm hai sản phẩm khác nữa. Đây là cho những em làm kính. Ở trên thị trường thì mình đã thấy một số người bán cái này rồi, nhưng mình chưa thấy ai bán đồ xịn hết trơn á. Đó là những cái hít kính. Cái này thì nó sẽ sử dụng trong những anh em làm kính đây. Đây là gọi là cái hít. Đó là gọi là giác hơi, thằng em trong công ty mình gọi là giác hơi. Thì cái này á là mình dùng để làm gì? Thì những anh em làm nhôm kính thì mình sẽ, cái kính mình đâu có cầm bằng tay. Thì nguyên tắc khi mà mình di chuyển kính á, mình không thể nào vịn bằng tay được, vì nó sẽ nguy hiểm đến cái tay của mình. Thì người ta sẽ dùng cái này.
ha. Cái này thì nó sẽ hít, nó hít cái kính của mình. Cái miếng gỗ này không hít được tại đơn giản như cái miếng gỗ này phải là kính. Kính nó phải bằng, cái mặt phẳng nó phải bằng, thì khi mà mình hít như thế này lên thì nó mới tạo cái áp lực âm, nó hít ngược lại. Thì cái cây, cái cục nhỏ này á thì nó, mình ở đây mình có 4 loại. Thì cái cục này thì nó là được 25 kg, thì chuyên dùng để chúng ta hít những cái nào dưới 25 kg. Cái này ngoài việc chúng ta hít kính thì những anh em mà lao kính á, đi công trình á, thì rất là cần. Hầu như ai sẽ có cái này để chi di chuyển giữa chỗ này chỗ kia, không thể nào cầm rờ. Cái kính nó chân lùi, mình đâu có cái gì để mình bám vô đâu. Người ta phải có một cái cây hít như vậy, người ta ịnh vô, xong người ta leo lên. Mọi người coi phim á, mấy thằng mà điệp viên rồi đó, nó hay có cái trò này nè, nó lấy cái này nó treo đu như người đó, thì nó là cái này đó. Thì nó muốn đu như vậy thì nó phải mua đồ xịn này nó mới đu được, còn mua đồ Trung Quốc là đu là té chết cha luôn. Ok, thì ở đây thì cái cây, cái mình đang giới thiệu cầm trên tay là 74481. 74481 thì có giá nó là nhiều, mấy cái này thì giá cũng khá là cao, 1.035.000, 25 kg. Ở trên thị trường mình không biết giá bao nhiêu, mình nghĩ cái này chắc gấp phải mấy lần. Nó là bằng nhôm nha mọi người, chất lượng của nó thì đạt chuẩn của Nhật. Đó là chúng ta đừng có so sánh với những cái hàng kia, nó những cái hàng mình thấy ở trên thị trường á, mình thấy nó bằng nhựa nữa, nhìn thấy ghê lắm. Cái này nhìn vô là thấy đã rồi, sướng rồi. Rồi ở đây thì mình có thêm một cái 25 kg nữa, thì cái này là mã 74482. 74482 thì cái này thì là sẽ chuyên để sắt ha. Chúng ta để ý nha, cái cấu tạo của nó, để thiết kế của nó sẽ cho hai cái mục đích khác nhau. Cái này là chuyên để chúng ta hít dạng như đây, hít ngang mà chúng ta đu đeo, hoặc là mọi người hít từ dưới hít lên, kéo lên. Còn tức là kéo trên mặt phẳng á. Còn ví dụ mà cái tấm kính của mình nó là đang dựng như thế này nè, đang dựng như thế này, thì mình muốn hít nó lên thì mình lấy cái này mình đâu hít được, không lẽ mình cầm vậy. Cầm vậy thì nó nguyên góc thì nó sẽ bị lật lên, không được. Thì mình phải dùng cái này. Đó. Mọi người hiểu ý mình không? Đó, thì mình phải ịnh vô theo chiều này mình mới hít nó lên được. Thì cái này là để sắt, còn cái hồi nãy là để kéo, nó khác nhau chút xíu. Thì cái này thì nó cũng dùng cái cơ chế giống như vậy thôi. Cũng là để như vậy thôi, 25 kg. Đây. Mình nghĩ quan trọng của nó là cái cấu tạo của những cái phần nhôm này nè, dưới hai là cái phần cao su này nè. Cái cao su này rất là dày luôn, dày cui luôn á, nên là nó sẽ tạo ra cái độ bám dính tốt hơn là những cái loại mà hàng nó mỏng. Mình thấy mua những cái này xài thì nên mua đồ xịn, tại vì nó rất là nguy hiểm nếu mà chúng ta mua đồ dởm. Tại vì làm nhôm kính mà nó rất là ghê, nó chuẩn xảy ra một cái vấn đề đó là tai nạn liền. Còn những anh em mà leo trèo mà nói là vệ sinh kính thì còn ghê nữa. Giá của nó là 1.323.000 cho cái này. Thật sự khi mình lấy những cái này về mình đắn đo lắm, tại vì mình không biết là có ai mua hay không. Mình dám lấy tại vì có một lần cái anh kia, anh là thợ lau kính, anh đến đây anh hỏi thì mình mới lấy. Và mình nghĩ thôi mình lấy cái đồ xịn xịn về đi, biết đâu mình sẽ cho mọi người có một cái cơ hội mua được đồ tốt để chúng ta xài. Và mình cũng không có lấy nhiều, mới lấy một số. Rồi tiếp theo mình sẽ cho mọi người thêm một cái lựa chọn mới nữa, đó là cái loại hít đôi. Hồi nãy là hít đơn thì cái này là hít đôi, 25 kg. Cái này thì cái cơ chế của nó là hít theo chiều này, để chúng ta giật lên như thế này. Đó, thì cái mọi người thấy mà mỗi lần xài chúng ta sẽ bóp cái này nè, bóp này nó hít đôi, thì nó cũng là 25 kg thôi. Và mọi người thấy nó là bằng nhôm, nhìn đẹp ghê không, chất lượng rất là tốt luôn á, nhìn đã lắm, cứng ngắc nặng kịch. Chứ không phải là nhẹ hiều đâu. Cái này mình có thể nhất hết được kính nè, hết được gạch nè. Nói chung cái nào mà nó phẳng mà chúng ta có thể hết được thì chúng ta hết. Đó. Bây giờ mình sẽ giới thiệu một cái khủng. Cái này thì mã của nó là 74484. 74484. Giá 1.399.000. Giá khá là tốt đó. Cái hai cái đôi thì mà giá nó chỉ bằng cái đơn thôi. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cái khủng nhất, đó là cái này. Cái này nó sẽ hít được tới 35 kg mỗi lọ mỗi bên, tức nghĩa là nó hít được 70 kg cho hai cái như thế này. Mọi người thấy cái này nó sẽ chuyển động tự do để chúng ta có thể tùy vào những cái mặt phẳng nó, ví dụ hai cái mặt nó không có phẳng với nhau, một bên này bên kia, thì mình cũng vẫn có thể hít được, hít được hai cái cùng một lúc.
Thì cái này là đây, nó sẽ hít được theo chiều này và chiều này luôn, cả hai chiều nha, cả hai chiều. Mọi người thấy ở đây nó hít được cả tôn gì nè, tà le hết nè. Mã nó là 74483, 74483. Đây nhẹ, rất là đã. Giá 1.731.000. Mình nghĩ là giá này thật sự không cao, không sao, nếu thật sự mà mọi người đang cần thì giá nó về là rẻ. Đó. Rồi, ok. Và bây giờ là những sản phẩm mà mình nghĩ rất là phổ thông và rất là hot cho những anh em mà DIY và làm chuyên nghiệp. Làm chuyên nghiệp thì mình nghĩ chắc không mua đâu, tại vì mắc tiền quá, sợ hư, sợ mất. Mà anh em DIY thì rất là cần, tại vì cái này mà không có là cắt không bao giờ thẳng được. À, rất là khó thẳng thì khi mua cưa bàn. Rồi, đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho người đó là cái cử cắt thẳng của Shinhwa. Đây là loại nhỏ, loại này là 15cm và đây là loại lớn, loại này là 30cm. Tại sao mà lại lấy hai loại này, mà không lấy luôn loại này? Thì với tâm lý ở Việt Nam mình là mua cái gì nó bự để mình xài cho nó dư. Thật sự nó không phải như vậy. Khi mình làm cái gì mình phải chọn cái công cụ phù hợp, chứ không phải là chọn dư. À, dư có khi nó lại thành dở. À, đó. Thì cái này 15cm thì rất là phù hợp cho những anh em mà cắt pallet, cắt trụ, cắt cột, cắt chân. Thì những cái cụ trột hai chân thì nó chỉ tầm khoảng 15cm trở xuống thôi, còn pallet thì có 10 thôi. Thì cái này cách sử dụng của nó rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần ịnh cái cử này vô cái mép này rồi chúng ta đẩy cái cưa thôi. Ha, rất là đơn giản. Thì thay vì chúng ta sẽ lấy một cái cây gỗ chúng ta chế, thì bây giờ mình chỉ cần mua cái này về thì mình xài thôi. Mình sẽ lấy cái bự cho chúng ta xem. Cái này thì nó là sản xuất tại Trung Quốc và chất liệu của nó là nhôm chứ không phải là nhựa nhé. Nhôm rất là nặng, cầm nặng kịch luôn, và nó được sơn lên. Thì khi chắc chắn khi mà chúng ta xài thì nó sẽ bị trầy rồi đó. Mọi người xài thì chắc chắn nó sẽ trầy, nên là chúng ta chuẩn bị trước tinh thần là nó sẽ trầy. Thì khi mình xài mình sẽ để như thế này ha, ta ịnh vô như thế này, và chúng ta tì cái mép cưa bên đây. Đây là cái cưa đĩa của mình, như đây là cái cưa đĩa, và mình cắt, mình để đây nè, mình đẩy. Nó rất là đơn giản và chúng ta sẽ đảm bảo được là cái việc cắt của chúng ta sẽ thẳng ha. Ở phía bên này mọi người thấy nó đính thêm một cái lớp gọi là cái phần thép. Cái phần thép này để làm gì? Tại vì mình cứ tì vô đây mình đè đè thì nếu không có thép này nó sẽ mòn. Nên là người ta đã tính trước cái chuyện bị mòn đó rồi, nên là người ta tính thêm cái phần này. Một là trượt nó nhẹ hơn, hai là chống mòn ha. Ở phía bên dưới á, ở phải chỗ này thì mọi người sẽ thấy nó có một cái miếng cao su. Cái miếng cao su này để làm chi? Khi mà chúng ta tì vô đây nè, nó không có bị trượt. À, tại vì nếu mà nó trơn lùi thì khi mình đẩy ra nó sẽ bị sụt sịt. Còn cái này khi mình đưa vô thì nó sẽ tạo ra một cái độ ma sát để nó dính cứng hơn. Thì hai cái mã sản phẩm này mọi người có thể mua trên làmộc.vn với số lượng khá là hạn chế. Chúng ta tranh thủ chúng ta mua, nhà hàng này rất là hot, mình đảm bảo là người ta sẽ mua rất là nhiều. Cái cây 15cm mã số của nó là 78034 và cây 23cm là 78036, này 23cm thôi nha chứ phải là 30 nha. Thì hai cái này nó sẽ nằm trong một bài. 78034 là 850.000, còn 78036 thì giá nó sẽ mất hơn ha. Mọi người có coi trên mạng thôi là nó thấy rồi, trong cái bài 78034 thì sẽ có 78036 ha. 850.000. Ai mà đang bị chật vụi trong cái việc mà cắt á, là không có mua cái này. Còn cái phiên bản mà dài hơn đó, hình như hiện tại mình không có hàng. Cái 15cm là 15cm 78034 595.000 thôi nha. À, cái này bạn kia ghi sai nè. À, chỉ có 595.000 thôi, còn cái 78034 36 là 850.000, tức là cái 23cm là 850.000, còn cái 15cm giá chỉ có 500 mấy thôi. Thật sự đó là một giá rất là tốt rồi, mình nghĩ chắc sẽ nhanh chóng hết hàng thôi. Rồi, ok. Tiếp theo mình sẽ giới thiệu cho mọi người thêm hai cái cử khác nữa. Cái hai cử mình vừa giới thiệu vừa rồi là chỉ cắt thẳng thôi, không có cắt được gốc. Bây giờ mình sẽ giới thiệu mọi người các loại có thể cắt được gốc. Đây, nhìn thấy hoành tráng chưa? Thì cái này nó được làm bằng nhôm và thép không rỉ. Cái phần xoay là thép không rỉ, còn cái phần cán này là bằng nhôm. À, cái phần này là bằng nhôm nè, phần này là thép không rỉ. Thì mình lấy ra chúng ta xem coi cái này nó như thế nào. Nhìn nó đã quá, mình cũng lần đầu tiên cầm trên tay luôn á. Thì cái này nó có cái phần chia độ phía trên này để chúng ta có thể
lựa chọn cái góc độ mà chúng ta muốn. Thì cái này thì nó không phải dán bằng một tờ giấy bình thường đâu nha, nó là một cái nhựa hay gì đó in lên rất là chính xác và cao cấp. Và khi mình muốn xài á thì mình sẽ, ở trên đây nó có cái núm dặn nè, cái này nó là bằng đồng đó. Đó. Mình xoay cái này qua đây, xoay qua xoay lại. Chẳng hạn như mình muốn xoay cái góc là 60 độ thì mình để 60 độ, xong mình xiết lại, mình minh họa thôi nha. Tại vì cái góc quay của mình nó hơi nhỏ nên là mình không có thể nào tự do biểu diễn với người được. Thì khi mình xoay xong á thì mình ịnh vô mình cắt thôi. Cái phần này sẽ là cái phần tựa để cái cưa đẩy. Thì mọi người thấy để ý là nó được đính kèm một cái miếng thép giống như cái mình vừa rồi mình nói mọi người đã để, nó đẹp, giảm ma sát và nó chống mòn. À, cực kỳ đẹp luôn. Thì cái này nó tổng chiều dài nó là 45 cm. Đây. Thì khi chúng ta muốn cắt cái góc thì chúng ta chỉ cần tì cái này vô thôi. Đó ha, chúng ta tì vô như thế này. Thì mọi người thấy mình đã có được một cái góc xéo từ đây qua đây để mình cắt. Thì ở đây cái phần này đó là một cái cao su, phía dưới cũng có là cao su. Và khi mà chúng ta đẩy ở này nó có một cái ngón tay nè, mình để ngay đây nè, mình tì vô nè. Đó. Và khi mình muốn cắt, khi mình muốn cắt đúng không, mình lấy cái cưa đó, mình lấy cái cưa mình để đây, mình đẩy thì mình sẽ được một cái góc xéo với cái góc độ mình mong muốn. Và cái này nó được dài tới là 45 cm lận. Thật sự thì cái cử này nó còn thêm một cái chức năng nữa mà chúng ta muốn xài thì chúng ta phải mua thêm một cái phụ kiện. Mà ở đây thì mình đang lựa chọn cái mà đơn giản nhất để chúng ta có thể xài được. Ngoài ra này nó có một con ốc, con ốc này ở trong này nó có một cái cây. Cái cây này để cho mình cho nó dài hơn thôi, để khi mình tì vô đây nè, nó đỡ bị lắc ha. Đó, khi mình xài thì mình đẩy nó vô vậy thôi. Rồi mình siết nó lại. Thì cái cây của mình đang cầm là nó dài 45 cm. Thì mọi người có thể tham khảo mã nó là 73161. 73161 và 73160. 60 thì nó chỉ dài có 30 cm thôi. Chuyên để cắt góc ha. Dành cho máy cưa đĩa. Thì ở đây mọi người sẽ xem nè, mình cho mọi người thấy là nó có thêm một cái phụ kiện nữa. Phụ kiện này thì thật sự nó cũng không có quá cần thiết. Nếu có thì khó, tốt có thì thôi. Hiện tại thì chắc không có đâu, tại vì ở đây mình không có nhập về. Thì cái phụ kiện nó là đây. Đây mọi người xem ở trên này. Thật ra nó là một cái cử cưa, nó sẽ trượt trên cái rãnh. Ở trong này nó có một cái rãnh nè. Thì nó sẽ nằm trong cái rãnh này để khi mình chạy trên cái rãnh này nè, nó sẽ không có bị trượt qua trượt lại. Nó sẽ vững hơn. Và cái cử đó nó sẽ nằm ở trong cái lỗ của cái cưa, nó sẽ giống như cái này. Nhưng mà thật sự thì mình thấy là ít dùng tới lắm, tại vì bản chất của cái đó thì nó sẽ không có cứng bằng cái việc chúng ta tì nguyên cái mâm cưa lên đây. Rồi thì giá của nó 73160 và giá là 1.052.000 cho một cái cử này. Còn cái 73161 thì giá của nó mọi người thấy là 1.401.000. Mình nhắc lại một lần nữa, giá là đã bao gồm thuế rồi ha, và chưa bao gồm phí vận chuyển. Rồi, mình sẽ nhanh chóng kết thúc chương trình bằng hai sản phẩm khác, cũng là cử cắt dành cho máy cưa đĩa thôi. Thì đầu tiên đó là các dòng cử cắt này. Thì cái này chuyên dùng cho ván ha. Còn cái dạng này thì nó sẽ chuyên dành cho những cái gì nó dày hơn một chút ha. Tại vì cái mặt nó khác biệt ở đây là thứ nhất là cái mặt này nó dày hơn, nó cao hơn thì nó sẽ cắt được những cái chi tiết cao hơn. Còn cái mặt mày này nó mỏng hơn thì nó cắt những chi tiết nhỏ hơn. Cả hai đều làm bằng thép không rỉ hết. Cái này cũng thép không rỉ luôn, cái này cũng thép không rỉ. Thật sự thì cái hai cái này thì mình không biết cái sự khác biệt chính của nó là cái gì, tại vì nó cũng gần giống như nhau. Đợi coi, phải coi trên cái catalog của nhà sản xuất á. Thì cái này nó sẽ, mình giới thiệu cái này trước. Thì cái này nó là dạng slim, phải không ta? T-slide slim, tức là dạng mỏng, dạng nhỏ đó, chuyên để cắt những cái nhỏ đó. Thì cái hai cái này mình có thể kéo qua được nè, để di chuyển. Tại vì sao cần di chuyển cái này? Thì tùy cái chiều mình cắt, rồi mình sẽ chỉnh làm sao để mình tì lên cái gỗ tốt nhất. Ở cái này nó có thêm cái chốt để chúng ta chỉnh cái này kéo ra kéo vô nữa. Mà thật sự thì cũng rất ít chỉnh với nó. Cái này thì xài như thế nào? Ở đây tất cả những cái cưa đĩa mình mua đó, nó đều sẽ có một cái chỗ để chúng ta gắn cái cử này vô.
mọi người để ý ha, hãng nào cũng có hết nha. Đó là cái lỗ ở trên đây. Đây mọi người thấy nó sẽ có lỗ ở trước và ở đằng sau. Nếu là cưa nhật thì nó sẽ có hai cái, còn cưa mới thì mọi người thấy nó chỉ có một cái ở trước này thôi. Và khi mình xài thì mình sẽ chọt vô đây như thế này. À, và mình siết con ốc này lại. Thì ở trên đây nó đã có số đo cho mình rồi, thì chẳng hạn như là mình muốn cắt bao nhiêu đó thì mình cứ đo ha. À, mình đo rồi mình siết lại. Thì cái này nó sẽ tùy. Đây. Cái thước của mình nó sẽ tùy vô cái mép của cái bàn, của miếng gỗ mình muốn đẩy, và mình sẽ tùy vô đó mình đẩy nó sẽ thẳng. Thì cái này chuyên dùng để chúng ta sẽ ván ha. À, chuyên dùng để sẽ ván. Thì ở đây mình khi mình mua thì mình đã cố tình lựa chọn cái dài nhất có thể là 60 cm. Khi mà chúng ta cắt càng dài á thì có một cái lưu ý, càng dài thì nó sẽ càng dễ bị lắc ha. Càng dài càng dễ bị lắc, nên là chúng ta lưu ý khi mà chúng ta giữ cái cưa của mình, cái cử mình đang nằm phía trước, tức là cái lỗ nằm phía trước, thì mình sẽ chỉnh cái này về phía sau để làm chi, để nó sẽ tì vào phía sau cho nó cứng, nó không có bị lắc. Khi mà chúng ta cắt thì chúng ta cố gắng vịn cái này và cái vịn cái cưa mình cho nó kỹ để nó đi cho nó không có bị lệch, và cắt từ từ thôi. Thì cái này nó sẽ có 3 size, một cái này là 60, một cái là 45 và một cái là 30. Thì tùy chúng ta thích cái nào chúng ta mua cái đó, hoặc là mua cả ba cũng được. Thì mọi người đừng có suy nghĩ là mua cái này có thể cắt được luôn cái này nha. À, không phải vậy đâu. Lấy cái càng dài cắt cái càng ngắn thì rất là khó, tại vì khi mình cắt cái phần này nó sẽ lòi phía bên kia nè. À, nó sẽ bị dướng. Còn khi mà nếu mình chỉ chuyên cắt những cái nhỏ thì chúng ta cắt cái này, còn nếu mà mình cắt tùm lum thì mua ba cái về xài cho nó chắc. Ha, à, dụ dỗ đó. Thì cái này là 73313, 73313, 73314 và 73315. 73313 thì giá nó là 947.000. Ôi rẻ quá, mua ba cái 3 triệu mấy à. À, mua ba cái về xài. 73313 giá là 933.000, còn 73314 nè, cái này là 933.000 nè. Còn 73315 là 1.040.000, ôi chưa, mới 3 triệu thôi à. À, rẻ quá trời luôn. Ok. Thì đây là hàng, mình nhắc lại là hàng này là hàng của Shinhwa, và sản xuất tại đâu đây? Không có ghi, chính là sản xuất tại Nhật Bản rồi. Cái nào mà nó không có ghi á, là đa số là sản xuất tại Nhật Bản hết. Thì đây thì trong cái tem nhập khẩu thì nó có xuất xứ là tại Nhật Bản rồi. Còn thường cái nào nó có ghi trên bao bì là Trung Quốc thì nó sẽ ghi là sản xuất Trung Quốc luôn. Ha. À, rồi, thì không thì mình sẽ lấy cái loại này. Cái loại này thì nó có sơn màu đen, thì con này thì nó không có sơn, nó chỉ đánh bóng thôi, nó là thép. Cái này thì nó có sơn. Thì cái này thì nó đựng cái bảng nó sẽ lớn hơn, cái bảng nó sẽ dày hơn. Đây. Nó dày cơm hơn, thì khi mà mình nó cũng dặn qua dặn lại được. Đó, nó dặn qua dặn lại để mình có thể di chuyển cái hai nhôm này di chuyển qua lại được. Đây. Đó. Đó. Rồi. Đó, thì cái cây này thì nó thiết kế như thế này, khi mà mình xài thì mình cảm thấy nhìn nó hầm hố hơn ha. Đó. Cái này thì nó sẽ dùng để cắt những cái nào dày hơn một chút so với cái còn lại. Cái dạng này là sản slim, còn dạng này là dạng trước nè. Đời trước của nó là nó sản xuất kiểu này, sau đó thì nó nâng cấp lên thêm một lựa chọn nữa chúng ta mua. Thì cái này mã số của nó là 73712, 77713 và 73714. À, cả ba đều có kích thước là 45, 60 và 12. Thì mọi người thấy thì giá nó rẻ hơn ha. 73712 thì giá chỉ có 748.000 thôi. Còn 73713 thì giá là 772.000. Còn 73714 thì giá của nó là 795.000. Giá rẻ hơn hẳn so với cái này ha. Dạng slim này thì mình nghĩ chắc là cái này là xịn hơn nè, nó cải tiến nó mắc hơn. Đương nhiên rồi, không lý do gì tự nhiên nó lại mắc tiền hơn. Thì tùy cái nhu cầu sử dụng của mình thì mình lựa chọn làm sao cho phù hợp thôi. Thì mọi người có thể thấy thì trong cái ngày hôm nay thì tất cả những sản phẩm này đều là những sản phẩm cao cấp, chất lượng và cực kỳ độc đáo và cực kỳ hữu dụng cho những ai đang có cái nhu cầu sử dụng chuyên biệt. Thì sản phẩm này chúng ta có thể mua trên lamoc.vn. Thì nãy giờ tất cả những cái đường link mua đã có trên phần bình luận rồi, nhưng mà có thể đặt mua ha. Còn những em mà xem trên YouTube thì sẽ xem sau cái livestream này, thì chúng ta có thể xem bên dưới phần bình luận, hoặc cứ coi đến cái mã nào chúng ta cứ vô web chúng ta đánh trong tìm kiếm chúng ta mua là xong. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video này. Nếu mọi người thích thì hãy đăng ký subscribe kênh YouTube của mình để đặt hàng, để xem những video mới nhất, hoặc là lên website làmoc.vn để mua hàng, hoặc là facebook.com/thichlamoc.
Thì mình đang hơi bận một chút nên là mình sẽ không có ra video thường xuyên như lúc trước. Một tuần mình sẽ ra được một hai cái để chúng ta xem và mình giới thiệu những sản phẩm mới hoặc là những sản phẩm khuyến mãi thôi. Ok, cảm ơn mọi người đã xem video này. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.